Nastia, Nastia, ồ, cái gì đây? Ba ơi, mấy bức tranh này sống vậy nè. Sống. Mình già rồi.
đội kiểu tóc. Được thôi, con gái. Ba tự xem đi. Chờ con xíu, con sẽ quay lại ngay. Hước ba. Bao đổi cho con một chiếc gương bình thường đi mà. Của con nè. Cái gì thế này? Con tự soi bằng chiếc gương vỡ này sao? Dạ đúng. Không được đâu nha, đó là điểm xấu đó con gái à. Con phải làm gì đây? Chúng ta cần làm nghi thức này. Đây nè. Xong rồi. Con nhìn đi, nhìn nè. Con tự soi gương xem. Nhìn cái gương này nữa nè.